Thì hello mọi người, sau nhiều hôm thì hôm nay mình đã quyết định về Việt Nam và tạo bất ngờ cho bố mẹ nhá. Đây thì hai vợ chồng mình cũng đã ra được sân bay rồi. Hôm nay thì khá là vắng, ở chỗ Vietnam Airlines này khá là vắng luôn. Trước khi lên bay check in. Đấy, bây giờ thì đến 8 giờ thì người ta cũng bắt đầu mở cửa ra rồi. Thì chúng mình sẽ vào check nhá, cân đo vali rồi vào check in thôi. Ok, hiện tại mình đã check in xong và đang đi vào phòng chờ. Ở ngoài thì vắng nhưng vào đây thì khá là đông. Tạm thời xa Nhật Bản một thời gian nha, sẽ rất là nhớ Nhật Bản. Và đây là bữa cơm trưa của Vietnam Airlines mọi người ạ, trông khá là ngon. Mình đã gọi một suất mì Ý và một suất cơm karaage của Nhật và thêm mấy cái bánh tráng miệng, rất là ngon. Và sau 4 tiếng đi máy bay thì chúng mình đã tới được Việt Nam rồi nha. Đây, trên cao nhìn xuống là khu vực của Hà Nội. Là mình bây giờ mình cũng chuẩn bị hạ cánh rồi này. Nhìn cánh đồng rất là nhớ quê hương luôn. Cổng số 8 nhưng mà không thấy người ở đấy thì chú cứ xuống người kia xong rồi. Không, đứng người đây rồi. Không, làm gì mà đứng được chờ? Nó không cho chờ đâu. Đúng 15 phút. À, có cầm sẵn kéo cô nhỉ? Cổng số 8. Cầm đâu đó? Có cầm sẵn kéo. Đấy như gọi là chị ấy thùng hàng ấy. Từ đấy cô xuống nhé. À chị xuống trước đúng không? Từ từ mẹ. Từ từ để em áp vào đàng hoàng đã. Đoạn này em gái của mình xuống thì chỉ nhìn thấy vợ mình thôi. Đấy, rất là phấn khởi ra ôm chị nhưng mà không để ý anh trai ở đằng sau. Và sau khi mình xuất hiện ở đằng sau thì rất là bất ngờ và hét toáng lên mọi người xem nhá, xem video này. Đấy, mọi người có thể thấy mình đứng ở cột kia nha mà không thể nhìn thấy mình luôn. Không, mày không nhà. Thôi, mẹ. Đi ông xem xe đó. Không rồi. Tạm biệt nhá. Con nghỉ 5 buổi thôi mà. Sẽ nghỉ kiểu nghỉ lỡ nghỉ hết. Chiều nay là kiểu không đủ điều kiện để đạt luôn đấy. Quê may chừng nào sau lại được nghỉ. Thank you.
không khoe ở trong nhà đúng không? Ê, quán đẹp. Đấy. Đây là quán của bác tôi. Đấy. Đây là mẹ của tôi. Quay vlog, vlog mẹ của tôi. Xinh gái quá. Ê, cô Lan kìa. Mình con chuyển nhà sang quay vlog vlogger YouTuber. Đấy, hai mẹ, hai người mẹ vĩ đại của mình. Người ta nói hai vĩ đại, người mẹ vĩ đại. Chị cho em xin cảm nhận quán như nào chị? Trời ơi. Em gái đi. Trời ơi. Khóc mắt này xuống. Nhiều lắm. Thế là lộ à? Lộ mất.